Làm sẻ này mà không đu thôi, bọn chú toàn 5-60 tuổi. Hôm nay không phải tranh mà bảo kê ra. Đúng rồi, chơi luôn. Nào mới phê. Đu không nó xoắn xích rồi, cần gì phải. Wow. Anh Hùng ơi lôi ra kia. Wow. Đẳng cấp ấy. Wow. Được đấy. Thân đây đứng đằng sau trông cho. Không. Nước bố cho về luôn đấy. Thôi hết. Hết chưa? Ra ngoài đi. Ra ngoài xoắn xích luôn. Rồi. Đấy, rồi. Đây là good. Quá đỉnh luôn. Đẹp ra là nó bay rồi. Sao này ối gái theo. Phút rưỡi rồi, cố lên. Lấy đâu? Bay qua đầu Thúy Nhàn đi. Rồi. Wow. Rất đẳng cấp. Cái phút mà chưa đạt thì làm sao mà tính được lượt. Cố gắng lúc đu em đừng có hạ cánh ở giữa này, đừng có ra cái lốp kia nhảy. Ra cái lốp này nguy hiểm. Này bây giờ đu nhất nhì ở đây. Đẳng cấp cao đấy. Nếu mà tính thời gian còn đu hơn cả Lam. Lam lại đu về thời gian ít hơn nhưng mà lại đu lại tốc độ cao hơn. Đấy thì ra ba người. Đấy. Nhẹ đu như không. Phải đi rất vào. À, hôm nay bắt phải mặc áo. Hôm nay bắt mặc áo. Bắt gì đi ra có vỡ đầu. Em giữ lấy cái. Đấy là ý thức gần tay run rồi, hôm nay tay run rồi. May nào mà Sơn đơn này trông đi. Trẻ con nó lao vào. Để ý trẻ con nó phi vào bệnh bắt đệt rồi. Đây mạnh ạ. Ôi. Hôm nay rất nhiều khán giả các cháu diễn thoải mái. Đi nhanh lên. Cứ có cao tay lên. Rồi, thả luôn. Không cần. Nếu mà mình cảm thấy mất đà thì trừ khi ra là cái lực nó mạnh. Chỉ có cái lúc ban đầu thôi. Thôi à. Ra ngoài đi. Hôm nay công viên sở vừa mới mưa xong nên toàn bộ hệ thống này thành cống rãnh này. Biến thành bãi biển Sầm Sơn. Sầm Sơn này được ban tổ chức thả ít cá vào đây để nuôi cá. Cá này chắc là sống bẩn. Nuôi cá rô phi với cả cá rô đồng. Trồng cây chuối gì? Anh em đi ra
Đây à? 2 phút nhé. Anh phải đu từ kia ra chứ. Đó, con chó này. Cầu Thê Húc, công viên điện sở. Hoa giấy. Cá chỗ mua chỗ gì? Mà cá toàn cá sô. Hai cây rưỡi rồi. Đang chạy đi.